Việt Nam bước vào SEA Games 31 với nhiều hoài nghi, nhất là khi dàn cầu thủ dưới tay huấn luyện viên Park vừa trải qua giải giao hữu kém thành công ở Dubai. Ra quân gặp Indonesia, một trong những ứng viên ở giải lần này, được xem là thuốc thử liều cao với đội chủ nhà. Trước lối chơi giàu thể lực của Indonesia, Việt Nam không thể ghi bàn trong hiệp 1. Nhưng sau đó, sự tỏa sáng của các cầu thủ trên 23 tuổi giúp chủ nhà giải quyết trận đấu. Tiến Linh và Hùng Dũng lần lượt lập công, trước khi Văn Đô ấn định chiến thắng huấn luyện viên Park cùng các cộng sự vỡ òa trong sung sướng, sau khi Hùng Dũng nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt với ông khi đối thủ bên kia chiến tuyến là đồng hương Shin Tae-jong. Tuy nhiên, mây đen bắt đầu kéo đến sau đó. Chơi áp đảo, kiểm soát bóng gần 80% và tung ra hàng chục pha dứt điểm, nhưng Tiến Linh và các đồng đội không cách nào chọc thủng lưới Philippines trong buổi tối mưa gió ở Phú Thọ. Việt Nam nhận trận hòa 0-0 kèm nhiều chỉ trích. Bước vào lượt thứ 3 gặp Myanmar với áp lực phải thắng, Việt Nam một lần nữa khó khăn trước hàng thủ đông người. Khi ấy, Myanmar đang dẫn đầu bảng A nhờ 2 trận toàn thắng. Do đội bóng này để lọt lưới 4 bàn đều từ những tình huống cố định, huấn luyện viên Park chỉ đạo các học trò tận dụng những pha đá phạt. Tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc không đạt kết quả như mong đợi. Việt Nam trải qua gần 90 phút không ghi bàn và đối diện với nguy cơ tụt lại trong cuộc đua vào bán kết. Cuối cùng, Đỗ Hùng Dũng lại tỏa sáng với cú đặt lòng đẳng cấp sau đường tạt sệt của cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Lê Văn Đô. Chiến thắng 1-0 giúp Việt Nam leo lên dẫn đầu. Lượt cuối, gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng Timor-Leste, huấn luyện viên Park sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Việt Nam khởi đầu không như kỳ vọng và trải qua 45 đầu tiên đầy khó nhọc. Câu chuyện hàng công một lần nữa lại được nêu ra như điểm yếu của chủ nhà. Khác biệt chỉ được tạo ra ở đầu hiệp 2 nhờ các bàn thắng liên tiếp của Nguyễn Văn Tùng và Hồ Thanh Minh, số 19. Kết thúc vòng bảng, Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm, ghi 6 bàn và không để lọt lưới. Đối thủ tại bán kết của Việt Nam là Malaysia, đội đứng thứ 2 bảng B. Tại giải lần này, những chú hổ không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng đã gây tiếng vang khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận ra quân tại bảng B. Họ cũng là đội bóng hiếm hoi bất bại ở vòng bảng như Việt Nam. Tuy còn non kinh nghiệm, Malaysia thể hiện hình ảnh của một tập thể đoàn kết và quyết tâm. Họ buộc Việt Nam phải đá hiệp phụ sau 90 phút hòa 0-0 và chỉ gục ngã ở những phút cuối khi thể lực suy giảm. Trận này, Việt Nam đưa người hâm mộ qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiếc nuối những cơ hội bị bỏ lỡ, lo lắng trước những pha phản công của Malaysia, rồi cuối cùng vỡ òa với cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở phút 111. Thái Lan là thử thách lớn cuối cùng của Việt Nam. Thua trận ra quân, nhưng Thái Lan càng đá càng hay. Thậm chí, họ được không ít chuyên gia đánh giá là cửa trên so với Việt Nam, với thành tích ghi 13 bàn ở vòng bảng nhiều hơn gấp đôi Việt Nam. Tuy nhiên, với các tiền vệ kỹ thuật như Hoàng Đức ở giữa sân, Việt Nam làm chủ được nhịp độ cuộc chơi. Đội tạo nhiều cơ hội, nhất là trong hiệp 1, nhưng các tiền đạo không thể tận dụng thành công. Cuối cùng, điều ít ai nghĩ đến lại xuất hiện. Phút 83, tiền đạo vào thay người Nhâm Mạnh Dũng bật cao đón quả tạt như đặt của Tuấn Tài, đưa bóng vào góc cao khung thành Thái Lan. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Cầu thủ Việt Nam công kênh huấn luyện viên Park sau khi thắng chung kết. Đây là danh hiệu thứ 3 của nhà cầm quân người Hàn Quốc, cùng Việt Nam sau huy chương vàng SEA Games 30 và chức vô địch AFF Cup 2018. Việt Nam kết thúc giải với thành tích giữ sạch lưới, ghi 8 bàn. Trong số này, Tiến Linh và Hùng Dũng mỗi người đóng góp 2 bàn. Các pha lập công còn lại thuộc về Mạnh Dũng, Văn Đô, Văn Tùng và Thanh Minh.